quay xem được xung quanh cho các bạn xem này. Chào nghiêm màu hồng luôn. Ở đây là trên một cái đỉnh núi nên là cái sườn núi các bác hơi cao nên là gió rất nhiều. Đây này, như cái cây này là người ta vừa mới chặt, còn là những cái cành cây rất nhiều đây này. Đây, những cành màu hồng các bác ạ. Ở bên này nữa. Ở bên này nữa, gió rất to luôn. Đây các bác thấy không, như cái cây này. Có hai loại hoa màu các bác, một loại màu trắng, một loại màu hào hồng các bác. Vẫn còn những cái nụ nhỏ nhỏ kia nha các bác nha. Đứng ở đây các bác thấy là một cái vùng, là một cái vùng, nhuộm thành một màu hồng của hoa đào các bác ạ. Đây các bác thấy mấy cái nhà li ti ở dưới kia không? Trên kia xuống này. Bắt cái trên kia xuống nha các bác. Đấy. Xong là đến nha, bên kia mấy cái nhà kia. Trên này. Đi đến đến gần chỗ bên suối các bác nhé. Đào rất nhiều. Nhà nào cũng trồng các bác ạ. Người ta trồng chủ yếu là trồng để ăn, nhưng mà mấy năm gần đây người ta phải biết được cái giá trị của hoa bán cành ấy. Do là số cây đã lên chỗ lá nên là không gió mấy, nhưng mà các bác thấy các bác thấy như cây này không? Như cây này thì nhiều hơi ít mà vườn đang có những nụ nhỏ nhỏ đây này các bác này. Đây là thẳng diện còn cái nhỏ nó lục đỏ. Giờ em sẽ đưa các bác đi lên trên kia nha các bác nhé. Đi lên trên kia xem cái vườn đào. Trước em chặt hai cây to đùng khủng nhất bản. Xem là mấy cái cây đây có nở nhiều không nha các bác nhé. Mời các bác theo chân em lên nha. Đây bây giờ gió mới ít được nói, mới nghe được đây này các bác này. Lúc này gió quá là to luôn. Ở dưới này bên này nó là một cái khu đào đỏ hết cả vùng, hỏng hết cả vùng các bác ạ. Thôi giờ anh em mình lên trên kia thôi. Hiện tại em đi qua chỗ này thấy chỗ này quá đẹp các bác, phải dừng chân review mấy giây cho anh em chúng ta chiêm ngưỡng cái đào ở bản em đang nở rộ vào thời điểm là nở rộ nhiều nhất. Những cây này hoa như cái gì luôn các bác ạ. Còn những cây này này, hai cây gần nhau nhưng mà hoa khác nhau các bác. Cây này một nửa trắng một nửa đỏ, cây này thì đỏ nhiều. Đây review cho các bác xem một số 1 phút 1 giây cái khu này để cho gần nha. Đây cho gần các bác xem đo chưa. Đây những cái nhánh, hoa rất dày. Đây, những hoa rất dày đấy. Đây, những cái nhánh hoa rất dày luôn. Ở dưới kia cũng một vườn luôn các bác ạ. Một vườn luôn, màu hồng luôn. Đấy, thích chưa các bác? Cực kỳ thích nhá. Đấy, cực kỳ thích luôn các bác ạ. Không biết đào mấy bác mà mua được đào em đi bây giờ đã nở hết như này chưa các bác ơi. Nếu mà ai đã từng mua đào em á, nở hết thì comment cho em biết nhá.
Còn chỗ em là bây giờ đang bắt đầu và đang bùng bùng cỡ rồi, bùng hết cỡ rồi các bác ạ. Còn một số ít nụ là đang chuẩn bị bùng thôi nhé. Các bác, cái video trước là em sẽ đưa các bác vài trường hợp sau Tết. Là năm tháng riêng. Em và các bác theo dõi nhé. Em sẽ đưa các bác vào đây xem cái gốc đào chặt hai cây đào của mình nhé. Số cây khác nhiều nha các bác. Mời các bác xem nha. Hiện tại là gió rất là to các bác ạ. Gió ở đây rất là to nên là và chắc chắn là mọi người sẽ không nghe rõ được, sẽ đi xe một nào đã nghe tiếng gió thổi như bác các bác thấy không, như cây đầu đã nhúc màu hồng hết rồi, nó nở rất to luôn này các bác này. Đấy, hôm em chặt có một số anh chị cô bác nói rằng là nụ to, nhưng mà hôm nay tháng riêng các bác nhá, hôm nay tháng riêng âm lịch em vào mà còn chưa hoa còn chưa nở hết này các bác này. Để em lên lịch cho các bác xem nha. Đây. Hôm nay đây các bác ạ. Hôm nay là mùng 5 tháng riêng, còn 14 tháng 2 dương lịch các bác. Đó. Mà hoa vẫn còn đang bung rất là to đấy các bác. Hoa đang thời điểm là nở thời điểm. Các bác thấy không? Cái gốc trồng chơi kia là cái gốc mà em vượt chặt xong các bác ạ. Em vượt chặt trước Tết các bác. Em chặt vào ngày 20, 21, 22 gì đó các bác. Nếu mà ai theo dõi video của em thì các bác sẽ nhớ thôi. Bùng rất nhiều luôn các bác. Sang năm hỏi bác xem có bán mấy cây này không nha các bác nhá. Nếu mà bán thì mình lại tiếp tục mua mấy cây to đùng nha bác nhá. Và hiện tại ở bản này chỉ có mấy cây này hoa to đẹp nhất của bản này các bác ạ. Cây này không? Cây này hoa rất nhiều luôn, lá đã mọc lên rồi các bác ạ, lá đã bắt đầu đâm chồi lên rồi. Đây xung quanh đây này nhiều chữ to nên là mình nói thì hơi bị rẻ. Đây các bạn thấy chưa? Thấy những cây này chưa? Khủng chưa? À, đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Đây em qua cho các bác review tổng quát luôn, xong em mới review các bác xem bông nó có xòe to không nhá các bác nhé. Đây cả bên này nữa các bác, cả khu bên này nữa. Đây, vườn rau của người ta vẫn còn tốt tươi đây này. Đây, những cái cây này thì đâm chuối lá hết rồi. Hoa bắt đầu ra quả các bác. Đây, cây này là có khi là cây nở sớm. Đây, mấy cây này là mấy cây nở vừa này các bác này. Cây này nhiều chưa? Cực kỳ nhiều nụ luôn ạ. Đấy, cây này là em vượt chặt này các bác này. Cả cây này này, cây này là cây to nhất các bác. Cây to nhất em mua giá cao nhất, khủng nhất. Đấy, có lẽ là cây này là cây to nhất những cái vùng mà em đã từng biết. Có thể nó là to nhất vùng Tây Bắc. Bây giờ em sẽ đưa các bác đi vào xem nụ nhá, vào gần nhá. Đây anh em mình sẽ đi vào gần. Nhiều đấy các bác, gió to quá làm cho nụ đây, gió to gió thổi này cái nụ nó bị nhòe hết rồi này, nhưng mà nhìn nụ vẫn khỏe lắm các bác ạ. Đây có thể là một cành đào mà có hai màu hoa, thấy đẹp chưa? Ở chỗ nào có như thế này thì các bác giới thiệu cho em nhé. Ở chỗ nào có thì các bác bình luận vào đây cho em nhé. Đấy, những cái vùng mà em đã từng đi em thấy mỗi vùng này là hoa mới đặc biệt như này thôi các bác ạ. Một màu trắng, một màu hồng nằm trên một cây đào luôn.
con nên là cái những cái hoa này nó bị giật hỏng hết cánh hoa rồi các bác ơi. Nên là mình đây nó nổi. Mày để vào trong nhà mà không có gió thì nó bung xòe to lắm các bác. To đẹp lắm. Nhưng mà do gió rất là to nên gió thổi nó rách hết như cái cánh hoa này này.